Tiếp tục công việc anh chị ơi, một căn nhà đẹp vừa kinh doanh vừa ở quý chị ơi. Một căn nhà nằm trên mặt tiền một con đường quy hoạch lộ giới lên tới 17 mét quý chị nha. Ở phía trước đây sẽ có cho anh chị mình vỉa hè 4 mét quý chị ơi, thuận tiện để cho mình kinh doanh buôn bán nha. Hàng xóm bên đây người ta kinh doanh đấy ạ, thực tế đấy ạ. Đấy chưa? Đó. Bên đó làm văn phòng công ty và kinh doanh buôn bán được luôn anh chị. Đường thông hai đầu đường trải nhựa quý chị nha. Ở chỗ này khoảng tầm 1-2 năm nữa thôi, khi mà cái số lượng nền đất ở đây mà xây nhà lên hết là rất đẹp luôn quý chị nhá. Lúc đó cực kỳ sầm uất đó quý chị ha. Hiện trạng bây giờ là căn này vừa mới xây xong, hôm nay em sẽ review cho anh chị mình tham khảo nhá. Một căn nhà mẫu thiết kế hiện đại, đặc biệt hơn là nhà mình có sân thượng, hai tầng lầu một tầng trệt là kết cấu của căn nhà này. 4 cái phòng ngủ và điều đặc biệt hơn là phòng ngủ có nhà vệ sinh bên trong quý chị. Nhà của mình tọa lạc tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương ha. Anh chị ạ, đây là một cái vị trí gần với ngã tư Mỹ Ông Cồ ha. Anh chị mình đi xem căn nhà này có thể hẹn em ở vòng xoay An Phú, ngã sáu An Phú hoặc là ngã tư Mỹ Ông Cồ đều được hết quý chị nhá. Đó, đó là những cái vị trí liền kề với căn nhà của mình. Tuyệt vời. Ở nhà của mình là nằm trong một cái khu dân cư và cái đường mà phía trước căn nhà của mình gọi là đường trục chính ở trong cái khu này đó quý chị ha. Đấy, về là đường này là đường mà tuyệt vời đó quý chị ha. Kinh doanh được quý chị nha. Ở bên đây người ta sử dụng các cái tấm nhựa vân đá rất đẹp luôn quý chị. Bên đây kết hợp các cái lăm sóng làm nổi bật cái khu vực để tivi của nhà mình đây. Ở đây nội thất này sẽ được để lại và tặng kèm cho anh chị mình bàn ghế sofa ở phòng khách quý chị nha. Đây, bên tường này cũng vậy đó quý chị. Đó, nhà mình hướng chính tây, nếu mà anh chị nào mà tây tứ trạch là hợp, còn anh chị nào không quan trọng hướng thì thôi ha. Tất cả các cái thông tin em Hải review trên kênh của em Hải là đúng đủ chính xác minh bạch công khai, không làm mất thời gian của ai. Và bây giờ này quý chị, bây giờ đa số cầu thang người ta thiết kế như này hết nha, cho nó thoáng nha. Đấy, rồi vào đây mới là bếp ăn này quý chị. Một khu vực bếp ăn trải dài từ đây vào đây. Đấy. À, bộ bàn ghế này để lại cho anh chị mình luôn, tủ bếp trên bếp dưới hiện đại, có chạy đèn led ở phía dưới này quý chị thấy không? Đó, rất đẹp nha. Đó. Ở cuối đây sẽ là khu vực chiến trời và nhà vệ sinh ở phía cuối. Đấy, lấy sáng cho mình quý chị ơi. Lên phía trên xem những cái phòng ngủ rộng lớn ở phía trên quý chị. Em xin mời. Phòng ngủ này mới to rồi quý chị. Vào đây xem quý chị ơi. Đó, một cái phòng ngủ master ha. Là ba bô gương soi để phía ngoài với phía trong đây nhà vệ sinh có bồn tắm nằm nha. Căn này có một cái hay này. Quý chị thấy cái tường này không? Màu nâu nâu này không? Cái này là hiệu ứng bê tông quý chị nha. Đó, bây giờ người ta xu thế bây giờ đang làm như thế này. Em thấy ở trong những cái khách sạn á, những cái khách sạn lớn 5 sao đó quý chị, là người ta sử dụng cái hiệu ứng này rất là nhiều quý chị ha. Đó, thì căn nhà này là hiện tại bây giờ đã áp dụng rồi đó, quá ok ha. Thêm phòng ngủ số 2 quý chị ơi. Đây. Phòng ngủ này có nhà vệ sinh khép kín luôn anh chị nha. Đây. Đó. Vậy là lầu 1 nhà mình sẽ có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh khép kín ở bên trong, rất thuận tiện luôn quý chị ha. Rồi bây giờ anh chị ơi, mình sẽ lên lầu 2 ha, lên lầu 2 này quý chị. Lầu 2 sẽ thêm hai phòng ngủ, phòng thờ riêng. Xíu nữa mình lên sân thượng đây quý chị nha, quá tuyệt vời luôn. Đấy, xem phòng ngủ này quý chị. Hai cái phòng ngủ ở trên đây thì nhà vệ sinh để phía ngoài anh chị nhá. Đấy, còn trước đây là phòng thờ này. Căn này là 63m², thổ cư hết anh chị. Ngang 4 và dài 16, hướng chính tây anh chị nhá. Ở trong đây phần đều hết như vậy đó. Đây, phòng ngủ số 4 này. Những cái phòng ngủ như này là đều có cửa sổ hết anh chị và tất cả đều có đi ống đồng cho anh chị mình rồi. Đó, về mình lắp máy lạnh quý chị nhá. Đây. Nhà vệ sinh này là ở khu vực lầu 2. Rồi bây giờ lên sân thượng. Trên sân thượng này, người ta có dựng khung sắt, lợp tôn che nắng che mưa cho mình rồi nha. Giặt phơi đồ trên đây thoải mái luôn anh chị nha. Anh chị có thể để máy giặt cũng được luôn, còn không thì để phía dưới ha. Đó, rồi phía trước đây sẽ có một cái sân thượng trước nữa. Căn này quý chị vừa ở vừa kinh doanh nha. 3,68 giỏi. Qua đây gặp chủ nhà nói chuyện chính chủ. Nếu mình thấy phù hợp thì mình vào việc anh chị nha. Một khu dân cư mà em nói với anh chị mình xung quanh để toàn nhà lầu thôi. Ở kín ở full này, nhìn một vòng sang bên đây cũng vậy này. Đây, quý chị thấy mê không? Đó. Quá đẹp quý chị ha. Anh chị nào thấy phù hợp, bao việc